nên chị mới chọn chỗ này cho mày chứ. Bây giờ Nam vào chơi đi nhá. Thích chơi gì thì chơi, chị chờ ở đây nhá. Vâng ạ. Thấy thằng nhóc cao chừng này mà mặc áo màu vàng không ạ? Đông khách quá cô không để ý đâu ạ. Sao Dương? Không thấy thằng Nam đâu cả. Cậu sang kia hỏi đi. Nam ơi! Nam ơi! Nam ơi! Duy Nam! Nam ơi! Em ơi, cái sản phẩm này đang hot nhất ở bên anh đấy nhá. Em cứ xem đi. Anh xin lỗi một chút nhá. Vâng. Bố nghe đây. Cái gì? Thằng Nam mất tích á? Ôi, Dương, con tìm thấy em chưa? Chưa. Con mới đi mua kem có một lát thôi, quay lại đã không thấy em đâu rồi. Thế con đã báo bảo vệ chưa? Báo rồi nhưng mà người ta bảo không thấy ạ. Hai mẹ con đã tìm thấy thằng Nam chưa? Chưa. Em báo công an chưa? Thì em báo công an đi, hai bố con mình chia nhau ra tìm nhá. Đi đi. Nam! Nam ơi! 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 Duy Nam! Anh ơi, anh cho tôi hỏi, cái cửa hàng mà bán đồ chơi to nhất ở đây nó nằm ở đâu ấy anh nhỉ? Hình như là ở đằng kia sao đây anh ạ? À thế à? Vâng. Thế tôi cảm ơn nhé. Nam! Bố! Con, mẹ chờ mẹ. Con kia rồi mẹ ơi. Con đi đâu đấy hả? Về mẹ cho no đòn nghe chưa? Dùng, thôi em đừng đánh con nữa. Lần sau con không được đi linh tinh nữa nhá. Con nó sợ rồi em ạ. Sao chị lại bỏ rơi em? Em đi chơi xong em không thấy chị đâu. Em tìm khắp nơi. Tí nữa về mẹ nói chuyện với hai đứa nghe chưa? Đi về anh ơi.